Mở đầu chương trình Tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự có tựa đề: Từ lúc em gái chồng đến ở cùng, tôi hay bị mất tiền. Theo dõi qua camera, tôi đứng hình. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Từ khi em gái chồng đến ở cùng, tôi hay bị mất tiền, nên tôi nghi là em gái chồng lấy trộm. Có thể vì em không có tiền mà ngại nói với tôi nên mới phải làm như thế. Và rồi những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự này là như thế nào? Sau đây, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Sau khi cưới, vợ chồng tôi đi làm ăn xa. Nhưng khi sinh con rồi thì anh lại bàn để tôi và con về quê sống. Bởi vì bố chồng đã mất từ lâu, em gái chồng phải gả đi xa, nhà chỉ có mỗi mẹ già. Hơn nữa, môi trường ở quê thoáng đãng, nhà cửa sân chơi rộng rãi để cho con thoải mái vui đùa. Nghe lời chồng, tôi đưa con về quê sống cùng với mẹ chồng. Ở quê, tôi cũng tìm được một công việc hành chánh. Lương tuy không cao như ở thành phố, nhưng được cái thoải mái. Tháng trước, em gái chồng ly hôn và về nhà mẹ đẻ ở. Nhìn em hốc hác, xanh xao, tôi xót lắm. Vì thế, tôi khuyên em cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng, thư giãn tinh thần thoải mái rồi hẳn tìm việc làm. Em cũng nghe theo tôi. Từ ngày đó, mỗi sáng em luôn dậy sớm để đi chợ, làm việc nhà. Đến chiều, em đón con họ tôi. Nhờ đó mà tôi rất nhàn. Đi làm về, nhà cửa sạch sẽ tinh thơm, cơm canh cũng đã sẵn sàng. Tôi chỉ việc tắm rửa rồi ngồi vào ăn. Tuy nhiên, mấy tuần nay, tôi thấy trong túi thường thiếu tiền. Ban đầu tôi tưởng mình nhớ nhầm. Sau đó tôi ghi chép lại các khoản chi tiêu và số tiền trong túi. Sau một tuần kiểm kê, tôi lại thấy thiếu hụt mấy trăm ngàn. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Từ khi em gái chồng đến ở cùng, tôi mới bị mất tiền, nên tôi nghi ngờ là em gái chồng lấy trộm. Có thể vì em không có tiền mà ngại nói với tôi nên mới phải làm như thế. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của tôi. Dù sao, tôi cũng không có bằng chứng nên không thể nào ba mặt một lời với em được. Hôm thứ Bảy vừa rồi, ngồi trên công ty mà tôi không tài nào tập trung để làm việc được. Khi tôi đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào để bắt quả tang em chồng trộm tiền, thì tôi chợt nhớ ra nhà mình có lắp camera. Tôi vội vàng mở điện thoại ra để xem lại video giám sát mấy ngày vừa qua. Ngồi theo dõi nửa buổi mà không thấy em gái chồng có bất kỳ hành động gì bất thường. Điều này khiến tôi chán nản. Khi đang định bỏ cuộc thì tôi thấy con trai đi vào phòng mình. Lúc đi ra, thằng bé cầm tiền trên tay, hấn hở bỏ vào túi rồi rời khỏi nhà. Thấy vậy, tôi lặng lẽ tắt điện thoại, xin phép sếp rồi vội vã về nhà. Con trai không có ở nhà. Tìm một lúc thì nó đang ngồi ở quán ăn vặt gần nhà với một vài đứa bạn cùng lớp. Thấy tôi, thằng bé sợ hãi, lắp bắp không nói nên lời. Hỏi ra thì mới biết con trai tôi ngồi trong lớp không tập trung nên không biết làm bài tập về nhà. Cho nên nó phải đãi bạn đi ăn để sao chép bài tập của các bạn. Tôi tức tím mặt khi con trai làm ra loại chuyện này. Đưa con về nhà, tôi dạy dỗ nó một trận ra trò. Bắt con viết bản tự kiểm để bỏ cái thói trộm cắp cũng như là chép bài của bạn. Mắng con nhưng tôi cũng phải tự nhìn lại bản thân mình. Vì tôi bận rộn công việc, lơ là việc dạy dỗ con cái, nên con tôi mới có thói xấu như thế này. Từ lúc đó, tôi tự hứa với mình phải dạy con thật tốt. Mỗi đứa trẻ là một tờ giấy trắng, nếu như không được giáo dục tốt, thì con nhỏ lớn lên sẽ hỏng mất mà thôi. Sau chuyện này, tôi cũng cảm thấy vô cùng ái nãi với em gái chồng. Em là người tốt, đã làm rất nhiều việc cho gia đình, nhưng tôi lại hoài nghi em. Em sẽ buồn biết bao nếu như biết tôi nghi ngờ em trộm tiền của mình. May mà hôm đó tôi biết cách kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh điều tra sự việc. Chữ ngày đó không bằng không chứng mà tôi đi mắng em chồng thì chắc chắn gia đình đã nháo nhào lên cả rồi. Dòng tâm sự thứ hai: thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ 30 triệu, khi cần tiền gấp
thì tôi phải đi vay tiền ở bên ngoài. Hai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau. Có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy mặt chồng. Hai vợ chồng tôi yêu nhau 2 năm thì tổ chức đám cưới. Đến nay, chúng tôi đã cưới nhau được 5 năm và có một đứa con. Nhà chồng tôi trung lưu, không giàu cũng không nghèo. Anh ấy cũng không phải chịu gánh nặng tài chính với bố mẹ, vì cả hai anh trai đều đã lập gia đình, có cuộc sống ổn định, bố mẹ thì vẫn rất khỏe mạnh. Từ ngày mới yêu, anh đã luôn tính toán thiệt hơn với tôi. Đi ăn uống tuy không nói ra, nhưng anh thường xuyên chia tiền với tôi. Nếu như hôm nay anh trả tiền, thì lần sau nhất định tôi phải trả. Tính tôi sòng phẳng, chẳng muốn nợ nần ai cái gì, kể cả người yêu của mình. Nên hồi còn yêu, tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, đỡ phải nợ nần về nhau. Nếu như có phải chia tay thì cũng chẳng phải ngại. Nhưng khi cưới nhau đã là của nhau thì tôi nghĩ anh sẽ thay đổi. Thế nhưng về sống chung với nhau, chồng tôi vẫn không hề thay đổi. Cưới nhau gần 5 năm, có với nhau một đứa con rồi mà anh vẫn như hồi còn yêu. Thu nhập của hai vợ chồng được khoảng 30 triệu mỗi tháng. Thế nhưng anh ấy dành đến 30 triệu để tiết kiệm. Mọi chi phí trong gia đình đều phải gói gọn trong 10 triệu còn lại. Nuôi con nhỏ cộng thêm chi phí đắt đỏ ở thành phố lớn, tôi gần như không có tiền tích lũy phòng thân cho chính mình. Điều quá đáng hơn, khi có việc phát sinh cần tiền gấp, chồng nhất quyết không chịu dùng tiền tiết kiệm mà bắt tôi phải đi vay ở bên ngoài. Có những lần chồng còn bắt tôi phải giải trình các khoản chi tiêu trong ngày để xem tôi chi tiêu có khớp với số tiền anh đưa hay không. Tôi mà làm mất hay bị nhầm, bị nhỡ một đồng nào thì khốn khổ với chồng. Thấy tôi mua cái áo, cái quần mới, anh cũng tỏ ý không hài lòng, cho rằng tôi cầm tiền nên tự ý mua sắm, không hỏi ý kiến của anh. Vợ chồng tôi không có bất kỳ một áp lực nào về vấn đề tài chính. Bố mẹ cũng đã mua nhà cho chúng tôi từ trước khi kết hôn. Cả tôi và chồng đều có bảo hiểm xã hội nên không phải lo lắng gì về việc sau này già không làm được việc, không kiếm được tiền. Chính vì vậy, theo tôi, cuộc sống của chúng tôi không nên như thế này. Tôi không cần phải xa hoa lãng phí, nhưng cũng không thể nào suốt ngày sống theo kiểu túng thiếu, eo hẹp đến mức ngột ngạt như vậy. Hai vợ chồng có quan điểm sống, phong cách sống quá khác nhau. Có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng. Nghĩ đến tính rạch ròi của chồng, tôi cảm thấy buồn vô cùng. Tôi nên nhẫn nhịn để sống qua ngày hay là dứt khoát để cả hai có thể có một cuộc sống thoải mái hơn? Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.